khác chạy liên tục. Crew anh chị ơi, Crew số tự động 2016, biển số 93 Bình Phước. Chất xe đẹp, máy rin, keo chỉ rin hết, không lỗi gì hết nha. Mình thùng nước sơn đẹp lắm anh chị. Nội thất là rin theo xe hết. Xe này bên Tâm bán cho anh chị là 305 triệu nha. 305. Bán nhanh, thu hồi vốn nhanh nha anh chị. Thu hồi vốn nhanh, thanh khoản nhanh để làm xe khác. 305, máy ngon. Đăng kiểm dài, vỏ mới. Mình thùng nước sơn đẹp, keo chỉ không mắc tí nào. Máy im cực kỳ im anh chị. Này form mới rồi nha, 2016 form mới rồi anh chị. Form mới, cái đèn khác nè, 4 con đĩa ABS. Có ga tự động, có cửa sổ trời, có đời nổ xì tạp tốt. Vỏ lớp còn dày anh chị, vỏ lớp còn dày cua nè. 305 nha, một cái giá mà rất là hời luôn. Đọc cái giá ra là anh chị biết Tâm buôn bán hàng hóa như thế nào và giá cả làm sao rồi ha. Nên rất là thiện chí khi mà khách hàng đến với ô tô Duy Tâm đều mua được xe nếu như họ đã am hiểu sơ về giá thị trường và cũng như họ đã cũng từng tham khảo ở thị trường thì đến ô tô Duy Tâm chắc chắn sẽ mua được. Còn nếu như mà anh chị có nhu cầu mà bớt nhiều hay là bớt rồi đó là mua không được, bởi vì bên Tâm cộng một cái giá rất là hợp lý cho khách hàng. Đây là một con xe sang, đẹp, đẳng cấp, có thương hiệu là Chevrolet nha, Mỹ và Hàn Quốc. Sedan hai đầu, kiểu dáng rất là sang trọng luôn. Xe này mình có thể đi gia đình được nè, rồi mình làm xe đưa rước cô dâu đi cũng được nè, mình kinh doanh ngành nghề mà liên quan tới làm đẹp cũng được nè. Đó, nhìn nó sang trọng, nó sạch sẽ lắm anh chị. Mà giá thành thì 305, giờ anh chị đi tìm đâu ra ha, cho một con xe Crew 2016. Động cơ là 1.8 số tự động nha anh chị. Xe này thì bên Tâm bán bao riêng rồi đó, không có lỗi gì hết nha. Máy thì êm ru, chạy nhẹ nhàng và êm ái, không có lỗi lầm gì hết. Máy chạy lướt, êm, gầm bể chắc chắn. Rồi cho anh chị coi nội thất nha. Nội thất là ghế da theo xe, chất xe là rất là có chất. Cửa sổ trời, đời nổ startup, có ga tự động rồi luôn, control và có gương gạch điện nha. Riêng theo xe hết nha anh chị. Rô qua lăng nè, qua lăng còn đẹp luôn, không có mòn luôn. Đây là ga tự động nha, đây là tích hợp qua lăng nè, nghe điện thoại nè, đời nổ startup nè. Đồ chơi thì bích bùng luôn, có màn hình Việt Map nè, có cam cặp lời nè, có màn hình trung tâm nè, có cam ve nè, đầy đủ hết tính năng rồi, không có thiếu gì nữa hết. Chờ anh chị đến đón em nó về thôi. Trần vẫn là trần, đây anh chị coi ha, auto nha, cửa sổ trời auto một chạm, quá tuyệt vời. Dòng này thì công nghệ nó nhiều lắm, máy lạnh cũng là auto luôn, tự động luôn, màn hình dáng đồ đẹp, nói chung xe rất đẹp anh chị, chạy thích lắm luôn. Đời nổ startup, odo chạy được 110.000. Đồ chơi xe này dư đồ chơi rồi, không cần phải đầu tư đồ chơi nữa. 4 vỏ mới, đăng kiểm dài, gương gạch điện auto. Rồi anh chị thấy không, tuyệt vời không, rất là tuyệt vời. Một con xe giá tiền hợp lý nhưng mà được full đồ chơi, form dáng mới và đẹp, form mới rồi nha anh chị. Keo chỉ thì bên Tâm bán bao riêng nha, không một lỗi nhỏ. Chị coi nha, xe này thì sản xuất cuối năm 2015, đăng ký và lăn bánh 2016 nha anh chị. Form mới hoàn toàn à, chứ không phải form cũ nha, 4 tháng đĩa ABS luôn. Form mới thì cái đèn sau nó khác ha, mới có đề nổ startup nha anh chị. Cốp sau thông minh nè, bấm điện cái là nhảy. Chất xe thì quá đẹp anh chị ơi, không thể chơi vào đâu được. Cái máy dòng này thì nó hơi nặng sát nên đi đường trường nó đầm lắm, nhưng mà cũng hơi tốn xăng đó anh chị ạ. Em này phải 8 lít, so với Vios với Accent thì em này tốn xăng hơn, nhưng mà bù lại là em ấy đi rất là đầm, kiểm soát cái tốc độ nó đầm lắm.
mâm lớp là đúng số đăng kiểm bình thường nha anh chị, không có sợ bị rớt đăng kiểm nha, mâm lớp đúng số đăng kiểm bình thường. Cái thùng đẹp anh chị ơi, cái này bên Tâm bán là 305 triệu nha. Mâm bánh xe cua riêng, cái thùng đẹp anh chị, thùng rất đẹp. Cửa cốp cabo là chưa tháo, còn riêng hết, vừa ý lắm luôn ha, 305 anh chị. Đèn nè, nhìn cái đèn đẹp không, ghế da nha. Nội thất nè, tuyệt vời. Giá quá hợp lý anh chị, quá hợp lý luôn. Rồi Tâm bán con tủ 24, Tâm đã bán 300 rồi. Con mới 215 đăng ký 216 mà bán 305. Thì hỏi chứ bên Tâm có thiện chí hay không nha. Anh chị đến là xem bảo đảm sẽ chốt xe này. Bởi vì em ấy còn rất là đàng hoàng, tử tế, ngon lành. Mọi thứ là đang ổn định nhất có thể. À, chỉ việc đổ xăng chạy thôi, không cần phải làm gì nữa hết. Và ngay từ bây giờ bên Tâm bán xe là sẽ thay nhớt mới hết cho khách hàng nha. Cái xe khi mà bàn giao thì bên Tâm sẽ thay nhớt mới. Để thứ nhất là nó có một cái gì gọi là tình cảm. Cái thứ hai nữa là bảo vệ được cái sản phẩm mình bán ra thay đúng nhớt và đúng chất lượng. Cái thứ ba nữa là khách hàng về đi một thời gian nữa mới tốn tiền. Thì đó cũng chính là một cái mà Tâm có ý nghĩ, nó không có lớn nhưng mà nó có một cái chút xíu tình cảm ở trong đó, rồi gửi gắm cho cái xe về đi thật tốt. Còn xăng thì anh chị đổ, Tâm chỉ để xăng đủ đi về tới nhà thôi. Còn nhớt thì Tâm thay một bình nhớt mới tự tin và yên tâm khi đến với ông tư Duy Tâm mua sản phẩm. Giờ chỉ việc đổi sang và chạy thôi, đổi cái đầu tư nữa. Đây ốc máy nè chị ta, máy ốc thêm ru, thêm ru thằng bò nó khét đi hết một con ren luôn. 305 nha chị, 305 đó. Xe Colette Gru số tự động bản full đời 2015 đăng ký và lăn bánh 2016, biển số Bình Phước 93. Mọi chi tiết đang hoạt động tốt và bình thường. Cửa cốp cabo rin keo chỉ không mắc một tí nào, còn ra thấy giấy tờ đi hết, máy rin mà rất êm. Đó, trước thì full rin có tháng nào mới cuốn bánh. Rồi hôm nay tiếp tục và đang hoạt động tốt và bình thường. Giờ anh chị đến để đón em đến về. Quá là vừa ý luôn. Đèn là đèn led và pin nha, cực sáng anh chị. Đèn này đang đi pin sáng đã lắm. Khi nào tới đăng kiểm là tính, đăng kiểm mà biết đâu là tới thời điểm đó họ sẽ giãn cái đăng kiểm ra thì mình khỏi phải thay đèn. Còn nếu như mà họ vẫn giữ nguyên cái đèn kia để mình đi đăng kiểm thì bên Tâm vẫn có đèn để thay thế nha. Tâm còn một mớ đèn để thay thế khi mà đi đăng kiểm về gắn lại, nên không có lo nha anh chị nha. Mọi cái mà liên quan về ô tô mà mua bên Duy Tâm thì Tâm sẽ bảo đảm được quyền lợi và những cái giấy tờ liên quan, ví dụ như đăng kiểm, ký giấy, rút hồ sơ sang tên, thì bên Tâm sẽ có hỗ trợ cho khách hàng đến nơi đến chốn khi mà khách hàng có nhu cầu. Nếu như ai có nhã ý mua xe này thì hãy nhắc máy alo cho Tâm, gọi vào số điện thoại là 0917215512 và 0777061061. Địa chỉ là gần ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Google là đại lý ô tô Duy Tâm nha chị. Liên hệ Tâm để sở hữu em nói nha. Tâm xin kết thúc video, xin hẹn gặp lại.